với khỉ vòi. Sắc đẹp rõ ràng là ở trong mắt của kẻ chiêm ngưỡng. Những con đực có cái mũi dài nhất trong những loài linh trưởng. Chúng cũng có các khoang tiếng vọng giúp khuếch đại tiếng gọi của con đực, đe dọa những đối thủ và gây ấn tượng với khỉ cái. Cái mũi lớn nhất trong đàn thuộc về một con đực đầu đàn. Nó là thủ lĩnh của một bầy nhỏ gồm những con khỉ cái và khỉ con. Nhưng một trong những thê thiếp của nó đang tơ tưởng tới thứ khác. Một bầy khỉ đực độc thân. Những con đực ít tuổi rời bỏ bầy và cùng tụ tập thành các nhóm cho đến khi đủ sức mạnh để tự giành lấy các con cái của mình. Chúng luôn tìm kiếm con khỉ cái thích lăng nhăng. Dường như con khỉ đực đầu đàn không mấy tức giận trước sự phản bội trước mắt này, nhưng nó vẫn để mắt tới mọi việc.